quyết định chấp nhận luôn. Dạ. Em có đề nghị là hay là bây giờ tụi mình có con trước đi. Cái đó là em đề nghị. Ai? Em. Em đề nghị. Dạ. Sẵn là làm phép thử với ổng luôn. Dạ đúng rồi. Gặp nhau hôm 23 tháng 12 dương lịch ý. Xong đến ngày mùng 4 thì em bắt đầu lên mà em mổ. Là em xuất viện là bác sĩ bảo là bây giờ sức khỏe có thể ổn định để có thể sinh con rồi. Thì tối hôm đó là rủ nhau đi coi phim. Coi xong phim là 11 giờ đêm rồi. Em kêu anh thôi tối nay em về nhà em đâu. Thôi anh chở em về nhà về phòng trọ anh luôn đi. Còn tới tay kìa. Thì cỡ tới tay thì phất tôi và anh có cần. Có phất không? Điểm đó có phất không? Không dám phất. Tại vì em lúc nãy mới mổ xong cho nên là anh. Thực ra bác sĩ nói như vậy nhưng em thử. Em bảo với anh là em mới mổ xong đấy. Anh không dám làm gì hết. Sợ sức khỏe của bạn dạ, gái đúng rồi. Em xin chào anh Cổ Thuần và chị Hồng Vân. Tên em là Hồ Thị Nhung. Năm nay em 32 tuổi. Hiện tại bây giờ em đang ở nhà chăm con. Em quê ở đâu? Dạ em quê ở Nghệ An. Trước đây là Nhung làm cái gì? Dạ trước đây là em là nhân viên kinh doanh. Nhưng hiện tại bây giờ tại vì không có ai chăm mẹ cho nên em xin nghỉ ở nhà. Dạ mời em. Dạ xin chào chương trình Vợ Chồng Son. Và xin chào nghệ sĩ Hồng Vân và anh Cổ Thuần. Em tên Hồ Đức Cường. Năm nay em 34 tuổi, đang là nhân viên kỹ thuật bên điện lạnh. Hình như là hai em đã từng tham gia một chương trình gì trên TV rồi phải? Dạ, em có tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò năm 2016. Dạ, còn em... chưa có chị ha. Dạ, dạ, em tham gia năm 2018. Hai đứa tham gia hai năm khác nhau. Dạ, yêu chéo. Có nghĩa là sau khi quay thì bọn em hai đứa đều là bấm nút cho đối phương. Dạ đúng rồi, bọn em ra ngoài tìm hiểu không thì không có ấy thì chị không có rạp với ấy thì chương trình có một cái Facebook riêng cho những đôi mà không có thành ấy. Thì vào đó thì kiểu như tìm hiểu trò chuyện. Cuối năm 2018 ấy, các bạn ở trong group rủ nhau tổ chức offline. Thì đi bọn em gặp nhau. Gặp anh này. Dạ. Như vậy là cái home offline đó cũng là lần đầu tiên tụi em gặp nhau đúng không? Dạ. Rồi vậy nói luôn cái ấn tượng đi. Ấn tượng khi mà lần đầu hai đứa gặp nhau như thế nào? Dạ lần đầu thì gặp thì em thấy ghế dài vậy này. Mà em thấy có người có một mình ở trong này gần sân khấu á. Nên em cũng... mong men lại là làm quen. Vì các bạn trong hội là nhờ là em lên sớm vì con gái mà lên để chuẩn bị đồ ăn này kia vậy á. Thì em lên sớm thì em ấy xong là các bạn có tổ chức bốc thăm số để ngồi trên cái ghế dày ghế hai bên ấy. Thì em bốc vào số 26 còn anh số 27, ngồi gần sát nhau luôn. Cái đó là duyên rồi em ơi. Duyên đúng duyên không? Duyên rồi. Dạ. Nhưng mà hai đứa có cùng quê không? Dạ, dạ không. Quê ở Huế. Anh này đi vào sau gần như mọi người ngồi ổn định rồi anh mới vào. Thì em vào em nhìn thấy tài em cứ khi nào định hình trong đầu là nhìn người khác khi nào trẻ hơn cả mình. Cho nên em gặp anh này em thấy nhìn cái thằng này nhìn nó trẻ trâu ghê. Nhìn ý tuổi hơn em. Tại vì định hình trong đầu từ trước nay em quen ai là em cứ thích là quen người lớn tuổi hơn chứ không thích ý tuổi hơn. Cho nên là khi gặp như vậy là em nói chuyện thoải mái lắm. Chỉ đi giao lưu bạn bè thôi. Không có nghĩ gì hết. Dạ đúng rồi. Cường thì sao? Thế mà Cường nhìn cô này là Cường thấy có cảm tình liền đúng không? Dạ em thấy cô ngồi một mình mà có dạng giống như người mà kiểu khép đép vậy đó. Có nghĩa là dạy bên kia, đằng sau lưng em ấy thì đầy rồi. Còn chỗ em thì chỉ có một vài người rải rạc ngồi thôi. Dạ. Sau đó thì như thế nào? Thì hôm đó là chương trình kéo dài đến 12 giờ nhưng 11 giờ là em xin phép về trước là em trốn đi về trước. Thì anh này thấy phát hiện em ra trốn đi ra luôn ra sau đi về trước là anh chạy theo sau. Anh nhất quyết đòi xin số điện thoại bằng được. Nhưng em không cho tại vì thật sự là em không thích quá. Tại đúng không? Mà anh cứ nói chung lì quá. Đi qua đi lại nhất quyết là bắt em phải cho số điện thoại hay là em tặc lưỡi em cho số điện thoại. Về đến phòng đây thấy anh nhắn tin liền là em biết là có ý đồ rồi. Dạ, em đã về đến nhà. Nhưng mà sau đó thì hai đứa có thường xuyên nhắn tin hẹn hò được với nhau không? Dạ về thì anh có hỏi thăm thì kiểu như em thích lắm cho nên em trả lời kiểu xã giao. Hai mấy ngày sau mới gặp nhau thì có nhắn tin nội truyền trên Zalo vậy á. Nhưng mà cái lần gặp lại là chắc chắn là có tình cảm với ảnh rồi đúng không? Thực ra lúc đó là cũng chưa muộn quen ai cả. Thế là nói chuyện thì anh cứ hỏi thăm đi kia nhưng em trả lời kiểu phật lờ vậy thôi. Gặp... mà vậy anh tấn công quá. Dạ đúng rồi, lì quá em nói chưa. Tại vì anh lì quá cho nên là thôi thầy cũng chân thành em... chấp nhận quen. Mà đến bao lâu thì hai đứa mới chính thức là quen nhau? Em thì có một biến cố khi quen anh á, là em bản thân em lúc đó là đang bị có bệnh cho nên bác sĩ cũng có khuyên là nên có bầu sớm
mà cái bệnh của em mà để càng lâu là cái khả năng có con lại càng lâu càng giảm. Khi gặp lại lần thứ hai sau khi ọp đấy thì em cũng có trao đổi cái vấn đề bệnh của em. Em sợ là mình không có, không thể có con ấy. Em bảo với anh như vậy, nếu mà anh suy nghĩ, nếu mà mình, anh có thể vượt qua chuyện đó ấy, thì mình quen nhau tiếp, còn không thì dừng lại. Mà anh thì sao? Cô tâm sự với em như vậy thì em cảm thấy nó cũng là dạo nhau như hơi bối rối chút xíu. Hơi hoang mang xíu. Dạ, hơi hoang mang thì phải ba ngày sau em vẫn suy nghĩ. Nếu mà cô như vậy thì mình có thể là mình mang lại hạnh phúc cho người ta như thế nào đó. Nên em cũng tiến quyết định luôn. Chấp nhận luôn. Dạ. Em có đề nghị là hay là bây giờ tụi mình có con trước đi. Cái đó là em đề nghị. Ai? Em. Em đề nghị. Dạ. Sẵn là làm phép thử với ổng luôn. Dạ, đúng rồi. Gặp nhau hôm 23 tháng 12 dương lịch ý. Xong đến ngày mùng 4 thì em bắt đầu lên em mổ. Là em xuất viện là bác sĩ bảo là bây giờ sức khỏe có thể ổn định để có thể sinh con rồi. Thì tối hôm đó là rủ nhau đi coi phim. Coi xong phim là 11 giờ đêm rồi. Em kêu anh thôi tối nay em về nhà em đâu. Thôi anh chở em về nhà, về phòng trọ anh luôn đi. Oh, còn tới tay kìa. Thì cỡ tới tay thì phất tới giờ anh có cần có phất không? Điểm đó có phất không? Không giảm phất. Tại vì em lúc là em mới mổ xong cho nên là anh, thực ra bác sĩ nói như vậy nhưng em thử, em bảo với anh là em mới mổ xong đấy, là anh không giảm làm gì hết. Sợ sức khỏe của em, bạn dạ, gái đúng rồi. Không? Nó giống như mình cũng sợ cái lần nào em mới phất. Hình như là một tuần sau hay sao? Là gần Tết năm 2019. Anh nghĩ là chịu hết nổi rồi, giật cầu. Đúng không? Nhưng mà rồi á, có bầu trước không? Dạ có. 27 anh ra nhà em. Xong là mùng 3 em vào nhà anh. Xong là có nghĩa là bọn em lúc là ở tỉnh chuyển rồi là ba mẹ, là mùng 4 là ba mẹ anh với anh nữa là ra nhà em bàn chuyện. Là tức là cái đêm là mùng 4 là hai đứa là phất đúng không? Dạ, đúng rồi. Phất cờ luôn. Dạ. Phất cờ luôn. Và sau cái hôm phất cờ đó là bao lâu thì có tin vui? Ê, sau vào lại trong này, vào lại trong Sài Gòn ấy, thì mùng 7, chính xác là mùng 7 tháng 3 dương lịch, là em thì trước đó là em thấy khó chịu trong người rồi. Thế là em đi mua cái que thử. Thì lúc đó là bọn em vẫn chưa ở chung với nhau đâu. Em thử sợ sáng sớm thì thấy hai phải. Em mừng, em nhắn tin, em bảo với anh là anh ơi có rồi. Không, em chỉ nói là em có siêu quá anh ơi. Đúng rồi. Em còn nói anh giỏi quá, em nói câu chính xác là anh giỏi quá. Cái hai câu chị đoán đúng hết rồi. Em về tới nhà chưa em? Anh siêu quá anh ơi. Em nghe vợ mình nói cái điều đó thì lúc đó cái cảm nhận của em như thế nào? Dạ, lúc đó cảm nhận cũng thấy là rất hạnh phúc anh. Anh kêu là rất anh khóc nhưng biết là có khóc hay không tại vì em nhìn thấy. Có khóc không? Dạ cũng có rớt nước mắt chút xíu. Rớt nước mắt hả? Rồi nhưng mình mà em rồi. Có báo cho gia đình biết liền không? Dạ cũng chưa báo. Dạ cái này là em có xin phép một chút là tại vì trong thời gian đó thì em nghe một chị ở trong cùng công ty á, chị kêu, chị là người Huế luôn, chị kêu là ở Huế có một số khu vực ấy là người ta kiêng cái chuyện có bầu trước. Nếu mà có bầu trước cưỡi là sẽ đi cửa sau. Thế em mới nói với anh là nếu mà đi cửa sau thì thôi khỏi cưới. Em không thích kiểu đó vì con đó là con cháu nhà mình chứ không phải em ấy gì hết. Dặn anh là từ từ nói với mẹ, ba mẹ anh. Còn ba mẹ em thì biết, tại vì cũng biết bệnh tình em như vậy cho nên ba mẹ em cũng không có nặng cái chuyện đó. Thời điểm đó là em mới mang bầu là đi khám là bác sĩ kêu là bị kiểu như động thai á. Thế là anh chờ quá, anh gọi điện về cho mẹ, anh hỏi chuyện mà giấu em không biết. Nghĩa là mẹ chồng em gọi cho em ăn kiểu như ấy rồi nói cái chuyện kia luôn là bảo là gia đình bác không có chuyện đó. Cho nên con đừng có lo, thì cái đó để bác thu xếp hết. Dạ. Kêu đi cửa sau, không biết đi sao luôn. Dạ, em chẳng biết nó nhục. Mà nhà em có cửa sau không? Dạ, không đưa anh. Nhiều nhà dạ, đố đế được cửa sau thôi. Hoặc là treo qua tường. Nhưng mà là ông bà nội nghe tin là vui lắm đúng không em? Dạ. Nói chung cái lúc mà lập gia đình thì cũng lúc đó em khoảng 13, ở ngoài quê 30, là 33. Dạ, 32 rồi. 32 rồi. Lắm. Đó, rồi. Đó, đó bây giờ lấy nhau được mấy năm rồi nè? Dạ, chính xác là 21 tháng. 21 tháng. Cô là 14 dạ, tháng. 14 tháng. Lấy 21 tháng, cô em 14 tháng. Ừ, đó. Đó. Thôi chúc mừng hai em. Dạ. Nghe hai em kể thì anh đoán rằng là trong cái giai đoạn mà yêu nhau á cho đến lúc cưới chắc không có gì trục trặc đâu. Dạ, đúng không? Dạ, dạ, đúng, dạ đúng rồi á. Bây giờ có thật xấu gì không nè? Bây giờ thật xấu thì cũng có lúc mới cưới về thì cũng có hay cằn nhằn này kia vậy đúng không? Mà theo em nghĩ thì vợ chồng thì ai cũng vậy. Cằn nhằn của vợ là hương vị đấy em. Dạ. Thôi còn cái gì nữa nè? Không, em chỉ thấy vậy thôi. Rồi bây giờ tới em đó Nhung. Dạ
Dạ. Anh ấy có tật xấu không? Thực ra là em, tại vì bọn em khi đến nhau là cũng lớn tuổi rồi, cho nên là cũng không yêu cầu cao về đối phương. Thì đến khi về thì trong thời gian cũng tìm hiểu nhiều, cho nên chả có gì để mà vợ mộng hết đấy. Hai vợ chồng em cãi nhau cũng duy nhất có một vấn đề là anh đi nhậu về thôi. Anh bình thường á là một con người em thấy giống như chồng khá hoàn hảo, anh chăm con tốt. Thì từ ngày mà em mang bầu vô đến bây giờ ấy là em vẫn chưa biết lau cái nhà là cái gì. Chỉ biết nấu nướng thôi. Nấu nướng còn trước đây anh có rửa chén luôn cho em, nhưng bây giờ em thấy tồi quá, đi làm về tồi quá thì thôi em rửa luôn, là em nấu ăn xong em dọn dẹp luôn. Anh chồng số 1 rồi. Dạ. Bình thường anh như vậy, nhưng mà đến khi nhậu về anh là một con người giống khác, quay 360 độ luôn. Khác là khác như thế nào? Kiểu như bình thường có gì mà dành em hay gì không có nói đâu. Đến khi nhậu vào là nói. À, nói hết. Em nóng tính rồi em quay ra em nói lại, thế là anh sưng lên. Dạ. Rồi là để bụng đúng không? Dạ đúng rồi. Hay kiểu như khó chịu với vợ ấy, ra ngoài thì chả bao giờ thể hiện cho em cảm nhận là anh thương em hay dễ đó. Cứ khó chịu rồi nọ, em vừa hỏi cái gì cáu gắt thì nhăn mặt lại vậy. Cái đó là không được á. Ở nhà làm một chuyện, nhưng mà khi đi ra ngoài đường á, lúc nào cũng phải cho mọi người xung quanh thấy rằng á, là vợ mình đối với mình là số 1. Người vợ hạnh phúc nhất khi mà họ cảm giác được rằng á, là mình là duy nhất của chồng. Và những người phụ nữ khác khi họ nhìn vào cái thái độ đó của em thì họ cũng cảm thấy là nếu như họ có tà ý với em là họ cũng tự động họ rút lui. Đúng rồi. Đó, cái đó là nó nghiêm túc luôn đó. Nhưng mình phải thay đổi nha. Như là anh nói nè, để bụng trong lòng á, không nói ra, mà nhất là rượu vào lời ra nữa. Đôi khi mình nói những câu chuyện mà khiến vợ mình tổn thương á. Đúng rồi. Tổn thương nặng lắm á, mà đừng bao giờ để trong lòng những cái chuyện ha. Mà nói trong hoàn cảnh say xỉn rồi là mệt lắm nha. Rồi sẵn đây có muốn anh ấy thay đổi chuyện đó không? Thì em chỉ cần anh nói chung là bỏ hẳn nhậu luôn là càng tốt. Thôi bỏ bớt thôi em. Bỏ từ từ đó. Bớt lên có nghĩa là nếu mà được thì anh uống được, uống để ở mức kiêm cầm chừng. Ừ, biết là mình đang nói cái gì làm cái gì. Còn em thì sao? Muốn Nhung thay đổi điều gì Cường? Thì nói chung thì em cũng có gì trong chương trình, em muốn thay đổi bớt cái tính khí hơi nóng lại chút xíu. Rồi để cho cuộc sống nó chán hòa với nhau vậy thôi. Thì những lúc chuyện không có chuyện gì mà cùng single lên thì cũng không có đúng. Tức là vì nè, bạn này á, là lúc mà khi bạn không có rượu á, là bạn nhịn em dữ lắm. Dạ đúng rồi. Mà em thì lại hay nói cái như single lên á. Thì thành ra là bạn vì muốn cơm lành canh ngọt á, bạn nhịn mà không nói. Mà tất cả những cái đó nó không có thoát ra hết mà nó ẩn sâu vô. Thành ra khi mà rượu vô á, là người ta mới bộc lộ hết được đúng rồi. Những cái mà uất ức của người ta. Cái này của tụi em là tỷ lệ thuận đó. Tức là em bớt cái đó thì khi bạn này có thể bạn nhậu, nhưng mà bạn sẽ bỏ cái thói quen kia đi, cái việc kia đi, bởi bạn hết ức rồi, bạn có gì đâu nói. Đó, rồi cũng bớt buồn nên bớt đi nhậu. Rồi, và chúc cho hai vợ chồng luôn luôn hạnh phúc như thế này, vui vẻ như thế này. Và dành hết thời gian và tình cảm của mình dành cho đứa con của mình. Dạ. Rồi, cảm ơn các em.